Xin chào các bạn, nay mình giới thiệu đây là bút màu của hãng Dali nha. Bút màu sáp của hãng Dali. Bên mình là có loại của 12 cây đây. 24 36 và 48 màu đây. Màu sắc rất là đẹp nha các bạn. Cái ấy của nó cũng, cái bút của nó cũng là một dạng to để cho các bé tập như kiểu mấy bé tập tập cầm màu á, cầm bút á, thì mình có thể mua cái này về cho bé để bé có thể cầm cho dễ hơn và cũng ấy được. Đây, cái bút của nó rất là to nha các bạn, để giúp cho bé có thể cầm dễ dàng hơn. Màu sắc rất là tươi, tươi màu nha các bạn. Đây, bên nhà sếp mình thì có rất nhiều loại, từ hộp nhỏ đến hộp to. Bạn có thể dẫn bé tới đây để lựa, tùy cho bé lấy theo màu bút nha. Đây, 12 màu này. Bên mình là có 3 dòng, 12, 24, 36 và 48 nha. Có thể tới nhà sếp anh lựa tham khảo và lựa nha.